giới thiệu được chưa? Dạ được ạ. Rồi con xin phép hỏi họ tên chú và địa chỉ của mình ở đâu vậy chú? Dân Đông, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Dạ. Trên tay của chú đang cầm là một cái sản phẩm bim Mỹ chính hãng, đến từ công ty Dow do công ty VFC phân phối, và cái sản phẩm Dubong Abroad do công ty Dubong sản xuất và công ty VFC phân phối. Thì chú có thể đưa hai cái sản phẩm đó lên không chú, để mà mình đưa cái mặt ra, chú đưa cái mặt ra ngoài nha. Hai sản phẩm bim này là coi như là qua cái kinh nghiệm là coi như là tôi làm lúa mà nó chuẩn bị chỗ với nó chỗ tôi xịt nó để cho nó khỏi gãy cổ bông, chứ đi bông hợp rút. Chú đưa cái nhãn ra giùm con. Đu bông hợp rút. Thì chú có nói gì về cái sản phẩm đu bông hợp rút này không chú? Thì cái sản phẩm này thì nó trừ mấy cái nấm bệnh, nó được 4 cái nấm bệnh. Thì thấy rồi nó cũng giữ mà cái lúa rồi nó xanh tốt. Thì tôi chỉ sử dụng hai thứ này thôi, bim với đu bông hợp rút. Thì chú sử dụng cái bim và cái approach này như thế nào vậy chú? Tức là mình phun cử nào với cử nào hả chú? Thì phun bim lúc mà lúa sắp chỗ với sau khi nó chỗ. À, hai cái này mình cộng lại đúng không chú? Hai thứ cộng lại. À, thì đối với cái sản phẩm bim và cái sản phẩm Dubong approach này chú, là mình phun cái màu lúa chú thấy nó như thế nào? Màu lúa nó xanh, sáng, chắc hạt. Dạ. Xanh nhưng mà xanh theo cái kiểu mã chanh hay là xanh theo cái kiểu hừa đạm gì chú? Xanh mã chanh. Mà làm ruộng chú có khoái cái màu này không? Khoái chứ, màu mã chanh là đúng. Nhưng mà tại sao mà mình thích cái màu này? Thì cái màu này nó không có dư đạm, lúa nó không bị bệnh. Nếu mà màu xanh đạm là nó bị sâu. À, sâu rồi nó sẽ kèm theo những cái dịch bệnh, những cái nấm bệnh khác tấn công hay chú? Đúng rồi. Dạ, thì nó màu mã vàng chanh là cái màu mà gọi là cái màu mà mấy chú làm lúa mấy chú khoái nhất. Tại vì khi mà mình làm á thì cái màu mã chanh này á là cái màu hạn chế sâu và hạn chế bệnh trên đồng ruộng. Thì giống như thừa cái màu xanh thừa đạm thì cái lá lúa nó gọi là xanh mà thừa đạm thì cái lá lúa của nó rất là cái tế bào lúa nó rất là mềm, thì nấm bệnh nó rất là dễ tấn công vào. Rồi cái sản phẩm Dubong approach này là chú, khi mà chú phun á vào những cái thời điểm mà gần cuối như thế này là chú thấy nó có bị già hóa cái lá đồng hay không chú, hay là nó vẫn giữ được cái độ tươi của cái lá cờ, nó vẫn giữ được cái màu vàng chanh? Nó vẫn giữ được cái màu vàng chanh. Thì nhưng mà vào khi mà làm ruộng vào những ngày mà mình cần cắt lúa chú, mà cái lá đồng nó còn cái độ tươi gì đó, thì theo chú cảm nhận đi, cái độ vô gạo nó tốt hay là không? Cái đó độ vô gạo nó tốt rồi. Nếu mà lá đài này nó bị héo á, nó héo mà trước khi mình cắt mà nó héo á là coi như là nó vô đâu tới cậy đâu. Dạ. Chú có thể chọn một cái bông lúa đẹp mình đưa lên cho bà con mình xem không chú? Thì nếu mà có điều chú muốn nói về cái sản phẩm bim và approach này thì chú muốn nói cái gì nữa hay chú? Nhất là mình có an tâm với hai cái sản phẩm này không chú? Thì mình thấy mình sử dụng này mình cũng an tâm mà. Chứ mình không có sợ nó gãy cổ bông nè. Không bị là coi như là bị nấm bệnh cho lúa mà. Và khi lúa mà mình nó có đồng đồng á, nó không bị nấm bệnh. Dạ. Thì mình xài cái này rồi cái hạt lúa chú cảm thấy là nó có sáng hạt, nó nằm no nó mẩy hơn không chú? Hạt lúa nó thì nó sáng cũng như mình xịt tin nè, mình khỏi xịt tin. Dạ. Mình chỉ sử dụng cái này thôi. Khi mà sử dụng cái sản phẩm Dubong approach này, chú nhìn ba cái lá đồng ở trên cùng nó như thế nào chú? Cái lá đài nó giữ màu xanh tốt, màu xanh mã chanh này, lá đài. Dạ. Rồi chú có thấy nó có cứng hơn, đứng hơn gì không chú? Cứng. Nó dày hơn không? Nó cứng. Thì chia sẻ chú luôn là cái sản phẩm Dubong approach này hoặc cái bim này á, thì nó đặc trị cái đậu ôm gãy cổ bông và đặc trị cái lem lép hạt trên đồng ruộng. Ngoài ra thì cái Dubong approach này nó còn giữ được
cái độ tươi của lá đầm vào những ngày dần cắt mãi dần chanh đó chú. Rồi cái nữa là nó giữ được ba cái lá đầm trên cùng á, thì bây giờ ví dụ như ba lá, cái lá trên là gọi là cái lá cờ, là nó chiếm 50% cái quá trình quang hợp giúp vô gạo. Cái lá thứ hai chiếm 30% và cái lá cuối cùng là chiếm 20%. Thì làm sao mình giữ, các nhà khoa học là khuyến cáo mấy chú mình đó là giữ được ba cái lá cờ trên cùng, thì giai đoạn từ chỗ trở về sau thì cái sản phẩm đu bông Abros này chú phun một cái cử chỗ lạc sạc 1-2 bông và cách đó 7 ngày hoặc là 10 ngày thì mình phun một cái cử nữa là cử chỗ đều, thì nó sẽ giữ được ba cái lá cờ trên cùng này để giúp cho cái quá trình vô gạo cái lúa nó trở nên là tốt hơn, những cái hạt ở trong cậy nó sẽ no mẩy hơn và cái bông lúa nó sẽ sáng hơn, do là nó diệt được các cái nấm bệnh phổ rộng ở trên đồng ruộng, cái nấm bệnh 12 cái nhóm nấm bệnh lên lớp hạt, và cũng như là đặc trị cái được cái đậu ôm gãy của bông. Thì xin đại diện công ty Corteva sáp nhập bởi tập đoàn Dow và DuPont riêng về mảng nông nghiệp gửi lời cảm ơn đến chỗ chú có đôi điều chia sẻ với bà con nông dân mình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn công ty cũng có thuốc rồi để phục vụ hỗ trợ cho nông dân. Nông dân cũng cảm ơn công ty nhiều. Dạ. Nhớ bán ghẻ thôi.